Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Ngon, cả đã có cho mình được một khẩu súng XM8 này. Bên này thì sao nhỉ? Lựu đạn này. Tôi có thương lại số gan nữa, quá là ổn luôn. Và để coi. Mình sẽ đổi sang súng đó là UMP để thay thế cho khẩu shotgun. Đơn giản là bởi vì là kẹo chơi shotgun cực kỳ là gà. Hay là chơi súng tiểu liên giỏi hơn. Ơ, đổi lộn sang nỏ. Cạn lời. Đây mời anh lên ngay. Nâng lên giáp 2 cái đã. Hello mọi người. Và chúc mọi người xem live vui vẻ nha. Đây anh em. Ui, em bỏ học rồi, chán, bây giờ bận lắm. Anh cũng vậy em ơi, khá là bận mà em. Ui. Để coi nào. Wow, không có gì cả các bạn ạ. Tới chỗ này và cũng chưa thấy người. À, anh chưa có em ơi. Mới chỉ có UMP thôi. Đây anh đây. Anh đây anh đây. Rồi lấy ngay. Ok các bạn ơi, như vậy là mình đã có được MP40. Em ơi bây giờ đi săn mạng đi em. Ở ngay hướng 75 đấy, có một team thì phải. Em biết cái khu nhà phía dưới chưa? Đi em. Đang chạy xuống cả. Wow, để coi. Nó vừa chạy xuống căn nhà này thôi nha em ơi. Úi dồi ôi. Ok, knock rồi nha em. Nóc rồi nha em ơi. Có luôn ra các bạn ạ. Thôi mày. Ôi em, đâu vậy đâu vậy. Đây à, con này mày chạy à. Ok, chết rồi. Hai đứa nói chắc là bạn của nhau thôi. Ôi, nói chung là trận này thì không lo thiếu đạn tiểu liên như trận trước anh em ạ. Trận trước là hơi bị thiếu đạn tiểu liên. Ok, đi nào em. Hiện tại thì kẹo mới chỉ có cho mình đó là cái ba lô 2. Wow. Mình sẽ chạy qua phía này coi. Có xe anh ạ. Sao em? Ô, có xe này. Đây đây. Đây anh chở em. Mát hả? Anh không có. Anh lại đang cầm cái khẩu súng gỗ da cơ. Đi em. Để xoay người lấy format cho em. Ui. Ở đây không có ai các bạn ạ. Chúng ta sẽ cùng đi săn mạng nào. Ở trong cái ván đấu này còn lại là 28 người chơi nữa. Bây giờ là 27 người chơi này. Mình sẽ qua hẳn cái hòn đảo bên kia luôn. Để săn người cho nó dễ. Mong rằng bên này sẽ có đông người hơn. Đấy, chúng ta sẽ qua hòn đảo bên này các bạn ơi. Tất nhiên là cái khu mà mình muốn hướng đến đó là khu công xưởng. Trong này chắc là sẽ có đông người đấy. Vào luôn nhỉ anh em. Đây đây. Ui. Đây rồi mày, đây rồi mày. Thằng này ăn tông chắc rồi mà. À, né xe à? Hay lắm, né à. Ui. Né xe à? Hay lắm, còn đứa nữa em ơi. Còn đứa nữa em ơi. Ok, đã xong. Ok. Thực kia nó né xe cũng hay đấy. Đây đây. Mình sẽ cuốn máu cái đã anh em ơi. Cuốn cho đầy máu, chơi game cho tự tin các bạn ơi. Ok ok. Ui, lại có thêm từ máu này. Mình sẽ rút thêm nhá. Rút thêm bom keo nữa. Bọn này không có ba lô 3, nó chỉ có ba lô 2 thôi, giống mình anh em ạ. Đây xe phải anh ơi, anh chở này. Anh tẩy tóc có rát không? À, ui, anh em từ từ, từ từ. Tôi sẽ trả lời câu hỏi của anh em. Đây rồi, đây rồi. Ui, cái đầu nó này. Một cái thằng em ơi, một cái thằng em ơi, có hai đứa, hai đứa, hai đứa. Anh bắn nó ở thùng xăng cái đã. Chọn an toàn. Ui, nó đang đẩy lên em ạ. Anh đừng cẩn thận đi. Tẩy tóc, nếu như mà anh em tẩy hình như là có mục tẩy tóc Colaren thì nó sẽ
nó sẽ không bị rát anh em ạ. Còn anh em tẩy tóc thưởng ở 30 size thì thôi xong, rát còn bị kiểu như là da đầu nó bóc vẩy anh em ạ. Đấy. Ui cái đậu xanh. Ok nó một nhá. Đây một đứa này, một đứa này. Đậu xanh, ok đã xong. Vì là cơ bản các bạn tẩy tóc ấy, các bạn sẽ kiểu như là không gội đầu trước khi tẩy tóc thì nó sẽ đỡ sót hơn. Còn ở 30 size anh em vào cắt tóc kiểu như là nó gội đầu trước, đấy tẩy tóc sau thì kiểu gì cũng rát rồi. Ơ, để coi nào. Ui. Em ơi bên này có pha mát này em ơi, em có chưa? Có rồi. Có rồi á? Ờ anh tưởng chưa có cơ. Đi em đi em. Hôm nay thì cả online stream đến 11 rưỡi nha các bạn. Xuống điện á, đây đây. Đây là xuống điện, tí nữa anh bơm máu cho em. Ừ, đây đây, chờ anh xíu. Đây bơm máu cho em này. Chiu, được chưa? Ok. Đi em. Đây xe anh chở em ơi. Ui. Bên dưới này kẹo chưa thấy ai các bạn ơi. Wow. Công nhận là các bạn ấy kêu nhau nhanh thật. Và bây giờ chỉ còn lại có 16 người chơi nữa thôi. Cố gắng kiếm trận top 1 nào. Mỗi lần vô máy là phải coi anh trước để học anh bắn. Ok, thank you anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều ạ. Lần lờ và chúng ta sẽ cùng đi săn mạng nào các bạn ơi. Đây mình sẽ lượn qua phía khu vực sân tập gôn một xíu này. Đó. Hello mọi người. Mình nhớ chỗ này là có một cái nâng giáp. Ở ngay cái hố thì phải. Để anh ăn cái nâng giáp cho. Phanh ơi em có giáp mấy rồi? Giáp mấy rồi em? Phanh phanh. Đây anh vứt cho cái giáp trắng này. Đấy đấy. Anh hỏi ra mấy đây anh vứt cho mà. Đi em. Lên xe anh chở này, ok ok. Mình sẽ đi qua cầu bên này anh em ơi. Ui. Vẫn chưa thấy ai nha mọi người, wow. Bo thu tại phía này nên là chúng ta sẽ phải vòng lại thôi. Ôi em ơi, một đứa. Đây đây em ơi, đây em đang vòng lại rồi. Không đâm được em ạ, không đâm được em ạ. Ok nó một nhá. Một đứa này. Cái đậu xanh, ui. Cái đậu xanh, ok xong rồi em ơi. Bọn này tính chơi mình nhỉ, tưởng chơi mình mà dễ à. Ui. Thằng này nhiều đạn phóng lựu đấy. Nhưng mà nó không chơi phóng lựu. À. Nó lút đạn phóng lựu để cho kẻ địch không có đạn phóng lựu chơi em ơi. Thằng này chơi hay thật được. Mình sẽ qua chỗ thằng này và lút thêm từ cơ thơ anh em ơi. Bắn máu đi. Đây ok, bắn máu cho em á. Đây bắn chỗ này. Ok em. Đây có đây anh chở phải anh ơi. 12 đứa nữa anh em ơi. Lên xem. Đấy, chạy qua phía này cái đã các bạn ạ. Hello, chào mọi người. Xin cảm ơn 1145 bạn đang xem live nha. Mình sẽ qua phía này coi. Ui. Đây đây anh em. Đấy, vòng xe qua đây luôn này. Người đâu rồi các bạn? Ui. Đây rồi em ơi, đây rồi em ơi. Nó đang chạy này em ơi. Ui. À, né xe à? Được, hay. Gạ team up à? Gạ team up à? Ok ok, một đứa ngay phía xa này em ơi. Ngay phía xa nữa này. Đã xong, okay. Yes.
máu đi anh. Đây, chờ anh xíu, chờ anh xíu đây. Bật máu cho. Ok em. À từ từ để anh lấy xe chạy qua cho em luôn. Để đấy. Anh thấy súng nào gây sát thương lớn nhất cho game Free Fire ạ? À? Nó tùy theo loại súng anh em ạ. Nếu mà tính sát thương trên từng viên đạn thì đó là khẩu súng AWM. Đấy thì sát thương của nó đó là sát thương lớn nhất luôn nha anh em. Nếu mà anh em hỏi về sát thương nó vô cùng là dễ trả lời, nhưng mà bắn được AWM hơi khó. Ui, sao anh lại cho gái đổ hả anh? Bởi vì là anh cho gấu thôi nha em. Và các bạn có thể thấy được rằng là trong cái ván đấu này còn lại 8 người chơi nữa. Đó, chúng ta sẽ cùng đi kiếm mạng nào anh em. Ui, chặn đầu xe nó. Từ từ anh chặn đầu xe nó cái đã em ơi, đừng nhảy xuống nhá. Từ từ em ơi, phải chặn được đầu xe nó cơ, xong mới sấy. Mày làm gì vậy? Đúng giờ bây giờ sấy này em này. Xuống xe. Xuống xe, ui. Xuống xe. Anh chơi game là anh toàn chặn đầu xe cho nó xong anh mới xuống sấy mà. Đi em đi em. Bạn tử tiên đấy, anh nhiều lắm. Phanh phanh này, em vứt cho. Hai ba đạn tử tiên này em ơi. Thấy chưa em? Một con. Lên xe anh chở này. Còn 7 thằng nữa thôi nha em ơi, chúng ta lại sắp chuẩn bị đến top 1 rồi. Đây rồi mây, đây rồi mây. Ui, anh chạy nhanh quá không tâm được nó em ơi. Ok nốc rồi nha. Thằng bạn nó nha em ơi, thằng bạn nó nha em ơi. Ngay hướng này à? Ngay hướng này à? Úi dồi ôi, ngay hướng này à? Mày dựng mâm keo à? Ok. Ui, một đứa ngay phía xa em ơi, cẩn thận em ơi. Em bắn đúc rồi. Nốc rồi cho em. Chưa nốc, chưa nốc em ơi. Thêm một đứa ở gần này, ok. Thằng ở xa em nốc rồi hả? Ừ, nốc rồi. Cứ kêu cho nó cứu nhau chạy này, cho nó cứu nhau chạy này em ơi. Cứu nhau chạy này, ui. Cứu nhau chạy này em ơi. Ok. Hình như là anh vừa kêu hai đứa rồi em ơi. Ok. Đây còn hai đứa nữa em ơi. Chuẩn bị lấy top 1 thôi, đây anh lấy xe cái đã. Lấy xe nào em. Hai đứa nữa top 1 rồi. Lấy xe anh chở Phương Anh ơi. Đi em đi em. Hai mạng nữa là chúng ta sẽ được top 1 rồi nha các bạn ơi. Ô, trước mặt. Đây này em, anh thấy rồi. Xong gốc kem nhá. Cái đậu xanh. Ui. Ok đã xong. Đi em, thằng cuối thôi. Đây này mình chạy luôn, kệ. Xe nát nhưng mà không sao, thằng cuối này nó làm gì được mình đâu. Đập ăn cái tí mình dựng tâm an lên luôn mà. Đây bây giờ chúng ta sẽ kiếm thằng cuối các bạn ơi, xe này nát rồi mà. Để kiếm xe đã. Tầm này thì không còn xe đâu, mình chạy tạm xe này thôi. Đây bo thu tại đây nhưng mà người đâu rồi nhỉ anh em. Chưa thấy thanh niên còn lại vừa bo đâu. Đây sẽ là trận đấu cuối cùng 2-1 anh em ạ. 2-1 trong bo cuối và thanh niên kia ít có khả năng thắng. Em ơi bò đi em ơi, bò máu cho đầy luôn. Ui đâu rồi các bạn ơi, thằng cuối đâu? Anh nghĩ là nó, có khi là nó ở căn nhà này đấy. Có khi thế thôi. Ơ, thế giả? Đâu em, trên tầng á, từ mấy? Ui, nhân giống rồi nha em ơi. Ui, giỏi quá nhỉ. Đây, ăn mừng nào. Em đâu rồi, từ mấy vậy? Phanh, chỗ nào vậy? Ở dưới à, anh đâu có thấy đâu. Đứng ngoài cơ mà. Đứng ngoài á, thì em phải bỏ ngoài chứ. Tại vì anh có thấy vị trí đâu. Chiến thắng mà, ok, trận này thì kẹo đã top 1 với 11 kill anh em ơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.